Xin chào các bạn, như tiêu đề video đó là bây giờ chiếc iPhone SE 2020 có rất nhiều tranh cãi. Người thì nói rằng là mua, người thì nói rằng là con này không đáng mua. Nhưng theo bình chọn ở trên fanpage và Vestio, phần lớn cho rằng chiếc điện thoại này quá đắt và không đáng mua. Nó không đáng mua bởi vì nếu tính ra thì có rất nhiều sự lựa chọn khác. Và hôm nay trong video này mình sẽ chỉ ra cho các bạn, với số tiền đó các bạn sẽ kiếm được những chiếc iPhone nào, thậm chí có thể Android ngon hơn iPhone SE 2020. Đầu tiên thì để khẳng định những chiếc điện thoại khác đáng mua hay không ấy, hay là không đáng mua thì phải dựa vào giá. Và thông tin mình mới được cập nhật tại Hoàng Hà Mobile cho biết là dự kiến iPhone SE phiên bản 2020 chính hãng nhá, tức nghĩa các bạn sẽ được bảo hành 1 đổi 1 này, các bạn sẽ có hóa đơn, các bạn sẽ được mọi thứ ngon lành cành đào ngay tại Việt Nam. Hãy truy cập link bên dưới tại Hoàng Hà vì họ cho biết giá dự kiến phiên bản này sẽ rơi tầm khoảng là 10.990.000 cho bản 64GB. Như vậy là thấp hơn khoảng là 1 triệu đồng so với lại đề xuất của Apple ban đầu. Và bên cạnh đấy các bạn sẽ có cả phiên bản cao cấp nhất nữa. Không nói nhiều, nếu anh em muốn mua được máy SE 2020 ngon nhất, hãy truy cập vào link bên dưới tại Hoàng Hà. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ xem phân tích là nó có đáng mua không nhá. Cái đầu tiên đó là một số bạn bảo rằng đây là con iPhone chính hãng đáng mua nhất ở phân khúc giá này. Chuẩn quá rồi còn gì nữa. Bởi vì sao? 88 Plus bây giờ các bạn thấy là hàng mới đang ngày càng khan hiếm và Apple cũng chính thức khai tử bộ đôi này rồi. Nó sẽ không sản xuất thêm những phiên bản mới nữa để dành đấy cho iPhone SE 2020. Thế nên là cái điều đó khẳng định là chuẩn luôn. Bởi vì bây giờ phân khúc đó thì chỉ có mới như là iPhone 7 Plus thì là quá cũ, thôi bỏ qua luôn đi nhá. Thế nhưng mà những cái người mà đang xem video hay những cái bạn comment trên mạng phần lớn thì đều đề xuất đó là máy cũ cơ. Thì việc máy cũ so với lại máy mới chính hãng là nghe đã quá là vô lý và chênh lệch. Thế nên ở đây mình sẽ nói rằng là so sánh này là quá khập khiễng. Nhưng mà có tiền mà chúng ta tiêu nào là việc của chúng ta chứ. Và đầu tiên đó là máy cũ thì chính là XS Max. Thứ nhất là XS Max ở trong phân khúc này, kể cả là XS cũ thì nó sẽ có màn hình to hơn này, màn hình OLED đẹp hơn này, có Face ID này, có hai camera để cố ống kính tele này, còn con là iPhone SE 2020 chỉ có một camera, có pin sẽ khỏe hơn này đó, và thiết kế thì mặt kính và viền của nó sẽ làm từ thép. Như vậy là sơ sơ đã có 5 điểm mà iPhone XS, XS Max đáng mua hơn là cái chiếc iPhone SE 2020 rồi đúng không ạ? Nhưng đây là máy cũ, các bạn phải kiểm tra chiếc hàng trước khi mua cơ. Vị trí số 2 thuộc về iPhone XR, và XR này thì các bạn sẽ màn hình cũng to hơn nhưng mà cũng không đẹp bằng, bởi vì đều là màn hình IPS, nhưng đáng tiếc là màn hình của XR thì nó hơi rỗ, còn màn hình của cái con iPhone SE 2020 nó sẽ sắc nét. Chúng ta sẽ có pin khỏe hơn và camera của nó thì cũng rất là tốt, bởi vậy nên đây cũng là một sự lựa chọn rất là ngon lành. Và các bạn nên nhớ ấy, người Việt Nam có một đặc trưng là chọn mua iPhone dựa vào kích thước màn hình. Xem lại cái video mà mình đã từng nói thì cách người Việt Nam lựa chọn iPhone ấy, bán chạy nhất luôn luôn là dòng điện thoại màn hình to chứ không phải là điện thoại dòng màn hình bé. Và ở vị trí số 3 thuộc về iPhone 11 lock, hàng lock thì khỏi bàn nhá, và mình cũng sẽ không giải thích thêm nữa. Hoặc các bạn thể mua iPhone 11 cũ chính hãng thì tầm khoảng 16 triệu năm. iPhone 11 cũ chính hãng thì tức nghĩa là vẫn sẽ được bảo hành yên tâm tại thị trường Việt Nam chúng ta ngon lành nhá. Nhưng nếu các bạn muốn rẻ hơn thì mua iPhone 11 cũ xách tay thì tầm khoảng là 15 triệu đồng, tức nghĩa là sẽ ngang ngửa với phiên bản là cao cấp nhất của chiếc iPhone SE 2020. Và về iPhone 11 thì cũng màn hình thì nó sẽ tương tự như con iPhone XR mà thôi, nhưng sẽ có hai camera này. Cấu hình của nó thì cũng mạnh tương đương, pin thì khỏe hơn. Đấy, thì các bạn nghĩ sao? Nếu mọi người thì các bạn hãy bình chọn cho mình là không mua iPhone SE 2020, các bạn sẽ chọn mẫu iPhone cũ nào nhá. Quay sang là Android, bởi vì nhiều người lại chỉ thích Android và các bạn sẽ không thích iOS thì chúng ta có rất nhiều lựa chọn lắm. Như là chúng ta có cái S10 Plus cũ trong tầm này chạy Snapdragon này, các bạn có Xiaomi Mi 10 này, đấy cũng là một lựa chọn tốt, máy mới ngon lành cành đào luôn. Chúng ta sẽ còn có như là Sony Xperia 1 hàng line new này, dành cho bạn nào là fan Sony. Và nói chung là kể về Android thì vô vàn những cái máy để các bạn có thể lựa chọn. Gaming phone thì các bạn cũng có những từ máy như LG Phone 2, các bạn có cả Black Shark, ủa ôi, vô kể ở đây luôn. Nhưng mình tin ấy, là những cái nhóm người mà đã ý định mua SE 2020 thì các bạn sẽ là người yêu thích hệ điều hành iOS cơ, chứ không phải là những người gọi là yêu thích hệ điều hành Android, sau đó các bạn chỉ vì lý do nào đấy mới mua SE 2020, nghe nó cứ vô lý thế nào ấy. Như vậy trong video này thì mình đã list ra cho các bạn là nếu không mua chiếc SE 2020, các bạn đã có những sự lựa chọn tốt hơn. Nếu hỏi thật lòng mình thì mình sẽ lựa chọn những chiếc máy cũ của iPhone, bởi vì những chiếc máy đó thì thực dụng hơn. Mình là một người rất là thực dụng trong cái việc là bỏ tiền ra mua một sản phẩm, nó phải phục vụ được những cái gì và nó tốt hơn. Còn những cái người mà mua SE 2020 thì sẽ là cần một chiếc iPhone mới, nhỏ gọn. Ngoài ra nó sẽ còn có chúng ta một cấu hình mạnh mẽ, camera của nó cũng có đầy đủ các tính năng mà họ yêu cầu đó, chứ không phải là mình bảo SE là đừng mua hay là chê nó là không mua các thứ nhá. Tại vì mua hay không là quyết định của các bạn thôi. Và mọi người hãy comment ở bên dưới và đừng quên đó là truy cập vào link tại Hoàng Hà để mua được SE 2020 chính hãng
về sớm giá tốt nhất đổi bảo hành 1-1 tại thị trường Việt Nam chúng ta với khởi điểm gần 11 triệu đồng cho phiên bản 64GB. Hẹn anh em trong các video lần sau. Mình đang đợi sách tay vì sách tay chắc chắn kiểu gì sẽ về sớm ngay trong cái tháng này, không cần phải chờ đến tháng 5 như chính hãng.